Kính chào quý khán giả. Với Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, do tiếp tục chịu sự chi phối của khối khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trời nhiều mây, sáng sớm sương mù gia tăng nhiều ở khu vực vùng núi và ven biển. Ban ngày, mây có xu hướng mỏng dần, trưa chiều trời lại chuyển nắng kéo theo nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh miền Bắc sẽ cao hơn và phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Trong đêm nay, Trung Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày mai trời có nắng trở lại kéo theo nền nhiệt tại đây tiếp tục tăng lên. Nhiệt độ trưa chiều mai tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân sẽ phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ, còn đối với các tỉnh phía Nam đèo, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay cũng chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày mai trời có nắng sớm, với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 26 cho đến 29 độ, còn đối với các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Đến chiều tối mai, khu vực Nam Tây Nguyên và một số nơi ở Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông trái mùa, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Bão tan đi nên thời tiết trên các vùng biển của nước ta đều đang trong xu hướng chuyển tốt. Khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa không có mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Còn đối với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.